Quebec, một thành phố của châu Mỹ nhưng cũng đồng thời mang đậm chất Âu. Xin chào Sophie. Chào ông Jean. Xin lỗi tôi tới hơi muộn. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng vậy. Vậy hãy bắt đầu thôi. Ta sẽ bắt đầu ở đâu nhỉ? Ta sẽ phải đi bộ nhiều. Jean là một nhà sử học. Tôi sẽ cùng ông ấy khám phá những con phố cổ chật hẹp với mặt tiền quen thuộc này. Tại sao lại có tên gọi là Quebec? Cái tên đó có nghĩa là phần hẹp của một con sông. Thật ư? Canada là một nơi có rất nhiều căn lều. Cô biết đấy, ở Quebec có nhiều địa danh với tên gọi có nguồn gốc liên quan đến thổ dân da đỏ. Có thể nói Quebec là nơi đa sắc tộc, giống như một chiếc áo len chui đầu với nhiều màu sắc, như thể nó đã hút hết màu sắc của các loại nước sốt. Người thổ dân da đỏ, sau đó là người Anh, những sắc tộc khác nhau đã tạo nên một đất nước hài hòa mà Sophie rất muốn khám phá. Xin chào, tôi là Sophie. Sophie và chú chó Pongo đang tham gia một hành trình dài. Sophie là người khiếm thị nên sẽ đi khám phá thế giới bằng cách cảm nhận và sờ vào nó. Nhưng chủ yếu, Sophie sẽ chia sẻ trải nghiệm cùng với các bạn và giúp các bạn khám phá thế giới theo một cách khác, bằng cách nhìn nó qua đôi mắt của những người khác. Đầu tiên ta sẽ khám phá di sản và lịch sử của người Pháp ở Quebec. Sophie, đây là nhà hàng của những người Canada xưa kia. Nó là ngôi nhà tư nhân duy nhất còn lại từ thế kỷ 17. Thật ư? Ở Quebec, những nơi khác đã bị cháy rụi, bị phá đi. Và cuối thế kỷ thứ 17, ở đây có bao nhiêu cư dân? Có lẽ là khoảng 1.000 người. Vậy chỉ khoảng một ngôi làng. Nếu như việc phát hiện ra mảnh đất này là nhờ công của Jacques Cartier vào năm 1534, thì một người Pháp khác là Samuel de Champlain đã sáng lập ra thành phố Quebec vào năm 1608. Nó đã trở thành thủ phủ của một nước Pháp mới. Và đây là tượng của người sáng lập ra nó. Champlain. Champlain, tên ông ta là Samuel. Ông mất ở Quebec vào đúng ngày Giáng sinh. Người ta nói đó là ngày Giáng sinh buồn nhất trong lịch sử của Quebec. Cha đẻ, người sáng lập ra nơi đây, đã được chôn cất và mộ của ông vẫn chưa được tìm ra. Đó là chủ đề vẫn gây tranh cãi. Vậy ông ấy là một nhân vật huyền thoại của Quebec, một người rất quan trọng đúng không? Đúng vậy. Bức tượng của Champlain nằm đối diện với một khách sạn lớn và nổi tiếng. Đây là khách sạn của một công ty đường sắt. Vâng. Những người Canada ở Thái Bình Dương đã tạo ra một chuỗi khách sạn ở Canada. Vâng. Đây là thứ xuất hiện trên mỗi một bức tranh mô tả Quebec. Lâu đài sao? Vâng, lâu đài, luôn là lâu đài. Ta đang đứng ở đầu của một cái cầu thang nguy hiểm. Vâng, thật ra có hai thành phố ở Quebec. Chính xác. Ta đang ở Cape Diamond và ta có thể thấy thành phố cao hơn ở trên mũi đất nhô ra biển. Giờ ta sẽ xuôi dòng sông Saint-Laurent tới thành phố thấp hơn. Giống như bất kỳ thành phố nào trên thế giới, những người có quyền lực sẽ tập trung ở thành phố cao hơn. Dân thường ở nơi thấp, người quyền lực ở chỗ cao. Để người có quyền lực không phải hít thở khói bụi của các nhà máy, đó đúng là Quebec. Vậy thành phố ở dưới thấp sẽ đông dân cư, còn thành phố trên cao sẽ ít người hơn. Đúng vậy. Hiện tại còn đúng không? Thật buồn cười khi cô hỏi câu đó. Ngày nay điều đó vẫn đúng. Trước đây, người giàu cũng sống ở thành phố cao nhiều hơn. Ngày nay cũng vẫn thế. Dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng điều này vẫn tồn tại. Vậy hãy đi gặp người dân đi. Hãy đi gặp họ nào. Đi thôi. Cẩn thận đấy. Không sao. Vâng, lại xuống mặt đất rồi. Đây rồi.
Sophie, ta đã đến quảng trường Hoàng gia. Đây là quảng trường lịch sử đúng không? Đây là nơi chúng tôi được sinh ra đấy. Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1608, Samuel de Champlain đã tới Quebec với 27 người bạn. Vâng. Nơi ta đang đứng hồi đó là một bãi cát. Chúng tôi đã đánh dấu trên vỉa hè nơi đặt một trong những cái tháp của nhà Champlain. Nhưng tất nhiên ngôi nhà đó đã biến mất. Nó nằm bên dưới nhà thờ này. Vâng. Nó rất quan trọng. Đúng. Ngôi nhà này mang tính biểu tượng. Đúng, nó là nơi khởi nguồn của chúng tôi. Nó giống như nơi khởi nguồn của Quebec. Đúng, đây là nơi khởi nguồn của chúng tôi. Những tổ tiên người Pháp của chúng tôi đã tới đây. Ông Jean đã dẫn tôi tới bờ sông Saint-Laurent. Những người tiên phong đã tới đây bằng đường sông này. Những con tàu chở người nhập cư từ châu Âu đi qua Đại Tây Dương tới đây. Họ vượt biển để chạy trốn nạn đói, chiến tranh và sự khủng bố. Vào năm 1832, châu Âu bị dịch tả tấn công. Chính phủ Canada rất lo ngại người nhập cư sẽ mang theo mầm bệnh. Do đó, một trung tâm y tế đã được mở trên hòn đảo này, cách Quebec hơn 10 km. Nơi cách ly này là một bước cần thiết cho mọi người dân nhập cư. Nó đã mở cửa cho đến năm 1937. Chào cô Sophie. Chào Philip. Cô khỏe không? Tôi khỏe, còn anh? Vâng, chào mừng cô tới đảo Grosse. Cảm ơn đã đón tiếp. Rất hân hạnh. Philip là người quản lý tượng đài. Anh dẫn Sophie đi trên con đường mà người nhập cư đã tới đây từ thế kỷ trước. Có bao nhiêu người đã đi qua cái cửa này hoặc tới hòn đảo này? Có bao nhiêu người nhập cư? Có rất nhiều người trên hòn đảo này muốn tới Quebec. Người ta nói trong giai đoạn mở cửa có khoảng 4 triệu người. 4 triệu người trong 100 năm, nhiều đúng không? Vâng, nhiều thật. Có rất nhiều người tới từ nhiều nước. Đặc biệt là người Anh, người Ireland chạy trốn khỏi nạn đói. Đúng vậy. Cũng có những người tới từ Đông Âu. Đi sang bên trái nhé. Vâng. Đây là đồ đạc của dân nhập cư. Đây là kiểu vali của họ. Đúng. Họ có thể tự hình dung ra cuộc sống của họ trong vài năm. Đúng vậy. Họ đã quyết định rời đi và có hai cái giỏ và... Đúng. Vừa Đại Tây Dương là một quyết định lớn. Chứ không phải là quyết định vào phút chót. Ngoài ra điều kiện đi lại cũng không giống như ngày nay. Không phải lúc nào cũng vậy. Đặc biệt lúc ban đầu, điều kiện rất tệ hại. Người ta tin rằng phải mất 45 ngày đi trên những con thuyền không được thiết kế để làm điều đó. Việc vượt biển không dễ dàng vào những năm 1830-1840. Giờ ta sẽ tới chỗ vòi hoa sen, giống cái mà những người nhập cư đã dùng vào lúc đó. Chúng ta phải leo một cầu thang cuối. Từ từ thôi. Bậc thang cuối cùng, cô cẩn thận đầu nhé. Quanh chúng ta có bao nhiêu vòi sen? Có 44 cái. Vâng. Những cái vòi sen này được dùng để tẩy uế cho những người nhập cư. Cô phải hiểu là vòi sen tự động và khi những người nhập cư đi vào, họ không phải chạm vào cái gì hết. Đúng vậy. Nhân thể vòi sen có hình vòng cung để đảm bảo nước sẽ chạm tới toàn bộ cơ thể. Vì họ không có thói quen tự tẩy trùng cơ thể. Nước sẽ được pha một chất để tẩy trùng. Một khi được tẩy trùng, các cư dân sẽ được khám sức khỏe. Người khỏe mạnh sẽ có cơ hội tới Quebec, còn người ốm sẽ phải đợi để được điều trị nếu có thể. Ta đang đi tới lối vào của tòa nhà cổ nhất ở Grosse. Nó có tên gọi là Lazari, có từ năm 1847. Những sự kiện vào năm 1847? Đúng vậy. Cái gì vậy? Vào trong tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện. Đây không phải là phần vui nhất của câu chuyện. Để tôi mở cửa cho cô. Cảm ơn. Đi vào thôi. Vào năm 1847, hơn 100.000 người nhập cư đã đi qua Grosse, chủ yếu là từ Ireland. Những người này chạy trốn nạn đói đã kéo dài 5 năm.
và họ sẽ ở lại đây cả mùa hè. Năm 1847 là một năm buồn với 5.000 người được chôn cất trên đảo vì bệnh sốt phát ban. Họ không biết làm sao để tránh lây nhiễm. Đúng, bệnh này do chế giận gây ra. Cô có thể tưởng tượng nó lây lan dễ dàng ra sao. Thật không may đã có hàng nghìn người phải kết thúc hành trình của mình ở đây. Vào năm 1847, các bác sĩ vẫn chưa biết bệnh sốt phát ban lây qua cháy giận. Phải đến năm 1909 thì y học mới phát hiện ra điều này. Nếu ta tiếp tục đi, thì ngay trước mắt cô, hãy nghiêng người xuống một chút, cô có thể chạm vào những cái đệm rất thô sơ. Vâng, nó là những cái đệm với những hạt tròn nhỏ. Đúng vậy, đôi khi nó được làm từ rơm. Đúng thế. Cô có thể thấy nó rất mất vệ sinh. Những cái đệm này được hàng chục người khác nhau cùng sử dụng. Một tòa nhà thế này có thể chứa được tới 300 người. Cho tôi thử chút nào. Cảm giác dễ chịu đúng không? Hơi cứng một chút. Quanh tôi có thể có từ 300 đến 500 người, một không gian nhỏ. 300 đến 500 người, vì thế chỗ nào cũng là giường. Cái này sát cái kia. Người ta nằm san sát nhau. Đại dịch này đã khiến hàng trăm đứa trẻ mồ côi cha mẹ, các gia đình ở Quebec đã nhận nuôi hết chúng. Người chết được chôn trong một ngôi mộ tập thể cạnh đài kỷ niệm này. Ta đang đến gần hơn tới đài kỷ niệm. Tôi đã hình dung ra một danh sách những cái tên. Thật ra là danh sách những người được chôn cất ở Grosse. Chỉ những người được chôn cất thôi sao? Đúng vậy. Có tên của hơn 7.500 người được khắc trên kính. 80% những người chết đều chưa đầy 16 tuổi. Người Quebec luôn nhớ đến tổ tiên của họ khi đã tới đây. Khẩu hiệu của họ là tôi luôn nhớ. Vì thế họ muốn đến sống ở tất cả các nơi ở Canada, nhiều nhất là ở trung tâm. Chẳng phải họ cũng muốn làm điều đó nhanh hơn Mỹ sao? Về mặt nhân khẩu học, Canada vẫn đứng sau Mỹ. Lúc đó dân số của họ chỉ bằng 1/20 đến 1/10 của Mỹ. Vì thế chắc chắn là người Canada vẫn muốn đẩy nhanh tốc độ gia tăng dân số, vì họ sợ sẽ bị người Mỹ xâm lược. Một lý do khác, để đất nước thịnh vượng thì cần có dân cư. Đúng, vậy người Quebec có hoài cổ nhiều về nguồn gốc của họ không? Bảng phả hệ rất phổ biến ở Quebec. Chính bố tôi cũng thực hiện kiểu nghiên cứu này. Nó đặc biệt phổ biến vì dân số Canada đều là dân nhập cư và chúng tôi luôn tìm kiếm nguồn gốc của mình. Theo tôi, việc tìm hiểu xem bạn tới từ đâu là rất bình thường. Vậy anh tới từ đâu? Từ rất xa, Pháp và Ireland. Không chắc đâu. Ý tôi là anh có nghe thấy tận tai đâu? Không, cả Scotland nữa. Vâng. Chào đón càng nhiều dân nhập cư càng tốt luôn là một ưu tiên ở Canada. Đất nước này đã gia tăng dân số nhanh chóng để đối mặt với sự tăng nhân khẩu của nước Mỹ láng giềng. Sự đe dọa của nước Mỹ vẫn còn để lại dấu vết, ví dụ như thành lũy nhìn ra thành phố Quebec. Người Pháp đã xây dựng thành lũy này và được người Anh hoàn thành vào năm 1831 để tránh khả năng người Mỹ có thể xâm lược Canada. Chỉ riêng những người lính này cũng đủ tóm tắt lịch sử của Quebec, được người Pháp lập nên và sau đó nhường lại cho người Anh vào năm 1763. Tuy đã độc lập, nhưng Canada vẫn nằm dưới sự cai quản của nữ hoàng Anh Elizabeth II. Les préposés indiens sont tous présents prêts pour votre inspection. Sergeant! Continuez! Les ordres sont donnés en français. Các mệnh lệnh vẫn được thực hiện bằng tiếng Pháp, mặc dù cơ cấu tổ chức vẫn do người Anh. Xin chào, buổi lễ kết thúc chưa? Vâng, kết thúc rồi. Lính gác sẽ trở lại doanh trại của mình và làm nhiệm vụ trong 24 giờ. Ngày nào cũng thế này sao? Trong mùa hè thì ngày nào cũng vậy. Vâng. Vì mùa đông thì lạnh hơn cho các binh sĩ. Tôi tin anh. Thật buồn cười vì mệnh lệnh được đưa ra bằng tiếng Pháp. Đúng, vì trung đoàn 22 của Hoàng gia nói tiếng Pháp, nên sẽ thật buồn cười nếu mệnh lệnh lại bằng tiếng Anh. Chúng tôi là đơn vị nói tiếng Pháp duy nhất ở Canada. Chào các trung úy.
Xin chào. Xin chào. Chào cô Sophie. Cô khỏe chứ? Vâng. Tôi có thể dẫn cô đến xưởng làm việc của tôi và cho cô thấy cách chúng tôi làm ra những chiếc mũ lông. Anh đang đựng một cái như vậy. Vâng. Có ấm không? Có. Tôi xem một chút nào. Vâng, cô sờ nữa đi. Nó gần như chấm xuống vai anh. Có vẻ đẹp và ấm áp. Nó có che mắt anh một chút không? Có. Nó được làm từ lông gấu đen. Vâng. Nó có nguồn gốc từ Pháp. Được rồi. Một cái mũ Pháp hài hước với bộ đồng phục anh. Tôi muốn được đi theo anh để tìm hiểu thêm về nó. Cảm ơn. Đi theo tôi nào. Đi thôi chó cưng. Đi chậm thôi, Pongo. Bình tĩnh nào. Đây là cửa. Pongo rất nóng lòng muốn xem những cái mũ từ lông gấu đen được làm ra sao. Cẩn thận đấy. Cảm ơn. Mời cô vào. Ở phía trước, chó cưng. Một xưởng chật kín. Tôi có thể cảm thấy rất nhiều vật liệu xung quanh mình. Đi nào, Pongo. Vâng, rất nhiều áo, dài 6 mét, rộng 6 mét. Ở mỗi phía lại có những chiếc móc treo. Tôi lấy một cái được không? Cái gì đây? Áo redingot à? Áo chẽn. Áo chẽn, nó nặng quá. Nó có màu đỏ, còn phần cổ có màu xanh đen. Vâng. Viền tay áo cũng là màu xanh đen. Vâng. Chỗ này có hình chân ngỗng. Đây ư? Nó có màu trắng. Sao áo màu đỏ ạ? Vì màu đỏ là màu sẵn có nhất. Trên chiến trường, nó sẽ khiến không được an toàn cho lắm. Chắc chắn là không khôn ngoan rồi. Nó rất dễ bị phát hiện. Cô cho phép tôi bỏ mũ ra chứ, Sophie? Tất nhiên. Ở đây nóng quá. Cảm ơn. Đúng là nóng thật. Giữa anh với tôi thì không cần câu nệ. Cảm ơn. Đây là... Đúng. Cô đang sờ vào da gấu đã được thuộc và kéo căng. Gấu bị giết để lấy da sao? Tấm da này lấy từ đâu? Mũ bằng lông gấu sẽ có độ bền tới 50 năm. Trong khi mũ bằng vật liệu tổng hợp chỉ dùng được 12 năm. Đó là lý do chúng tôi thích da gấu hơn. Ở Canada có rất nhiều gấu, khoảng 100.000 con, và có khoảng 5.000 con bị giết. Hàng năm ư? Đúng, chúng tôi cố gắng chỉ giết gấu đực. Đó là lý do tại sao chúng tôi gìn giữ lịch sử của những chiếc mũ từ lông gấu. Vâng. Trong trận Waterloo, người Anh đã đem về một thứ của người Pháp. Đó là chiếc mũ này. Tôi thử đội nhé. Vâng, đây. Nhờ túi lông này mà tôi biết đây là đằng trước. Vâng. Đội thế này à? Đúng thế, tuyệt vời. Một cây mũ thế này à? Anh bảo tôi để dưới cằm nhưng không được. Đúng, nhưng thường là thế. Nó hơi to quá với cô. Nặng quá. Hơi nặng. Nó cũng che một phần mắt của tôi. Vâng, nó trườn xuống cả mũi. Thế này thì vướng quá. Cô vẫn nhìn qua nó khá rõ. Ngày xưa không có phần lông ở đằng trước. Được rồi, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến thị lực của tôi. Họ từng đội mũ này để bắn súng đấy. Quebec là một vùng đất hoang dã, có diện tích gấp 3 lần nước Pháp. Từ lâu đã là nơi ưa thích của những người đặt bẫy thú rừng. Từ thành phố này lái xe khoảng 30 phút, Sophie đi gặp Melissa và Sandra. Họ sẽ chỉ cho Sophie một trong những tài sản lớn nhất của vùng. Với hàng ngàn sông hồ, Quebec là một trong những nơi chứa nước ngọt quan trọng nhất trên thế giới. Nói đấy. Nó rất trơn. Trơn đấy nhé. Nó vừa nhắc tôi rằng hẻm núi này trơn đến mức nào. Cẩn thận, trơn lắm đấy. Hãy sờ vào đá vôi để cảm nhận sự khác biệt. Tôi đoán nó sẽ vỡ vụn. Nó sẽ vỡ vụn ra và hòa tan được trong nước. Vâng, đúng thế. Hơi giống muối hoặc đường trong nước. Giờ hãy đi gần hơn tới chỗ có nước. Cô có thể cảm thấy nó lạnh đến mức nào. Hoàn toàn đóng băng vào mùa đông. Thậm chí mùa hè, nước cũng rất lạnh.
Nắm khuỷu tay tôi nhé. Lạnh đấy. Hãy sờ cảm nhận nước từ từ chảy vào đôi giày cao su. Bám lấy tôi nhé. Bám lấy tôi, đừng lo. Tôi đang đi đâu đây? Được rồi, tôi có thể thấy bức tường đá. Đá vôi là loại trầm tích. Có những chỗ trông giống như bánh nghìn chiếc lá. Đúng, rất dễ để bừa từng miếng ra. Đây là một miếng nhỏ cho cô. Thật điên rồ, nó rất dễ vỡ. Loại đá này từng được dùng để làm mái nhà. Thế thì không chắc chắn, dùng hai ngón tay bẻ cũng làm nó vỡ rồi. Đúng, nhưng nó rất phẳng để tạo ra một bề mặt nhẵn và rất dễ dàng. Nhưng họ quên mất một điều là nó không chắc chắn, đúng, và tan trong nước. Khi có mưa thì nó không bền. Chúng ta đang đến gần thác nước. Đây Sophie, chúng ta đã đến một nơi thật sự tuyệt vời. Nó nhắc tôi nhớ tới thiên nhiên của Quebec, có một vùng đất rộng lớn với những tia sáng. Khu rừng hỗn hợp này có cả loài cây lá kim, cây rụng lá mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở khu vực này của Quebec, gần sông Saint-Laurent. Ta sẽ qua sông. Nước chỉ nông chừng 10cm thôi. Hãy bám vào dây thừng để giữ an toàn cho đến khi tiêu chuẩn được thiết lập. Sau đó mới bắt đầu đi xuống. Ta sẽ xuống cùng nhau. Và khi xuống tới nơi, ta sẽ bỏ dây thừng ra, bắt đầu bơi. Ta sẽ bơi khoảng 20m. Thế có ổn với cô không? Sự nhắc nhở là điều phức tạp nhất đối với tôi. Hãy chậm chậm thôi. Chậm thôi nào, theo tốc độ của cô. Ta sẽ lội qua nước. Sau đó, ta sẽ thắt chặt dây hơn. Cô giỏi quá. Cần phải có niềm tin. Tuyệt vời. Tôi sẽ đi lối này. Dưới chân Sophie là thác nước cao 12m. Cô có cảm nhận được sự trống không ở dưới chân mình không? Có vẻ như phía sau khá dốc. Đưa tôi cái dây để cô có thể hạ thấp mông một chút. Sandra đang ở ngay bên dưới cô. Tuyệt vời. Ai nói chứ? Kinh khủng thì có. Tốt lắm Sophie. Tuyệt vời. Thấy không? Như một điệu múa đu đưa từ bên này sang bên kia. Tốt lắm Sophie. Thật không thể tin nổi. Cô có cảm thấy nước không? Có thêm nước nữa này. Tôi căng thẳng quá nên không thấy lạnh. Melissa và Sandra đưa ra một thử thách mới. Họ dẫn Sophie đến một thác nước cao gấp đôi. Tuyệt vời. Cứ tiếp tục đi xuống để tránh bị trôi về thác nước nhé. Ôi trời ạ, tôi không thể tin nổi. Bên dưới là đá. Hãy tới gần tôi đi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được điều này. Ban đầu tôi thấy hơi căng thẳng vì tôi không biết leo xuống thế nào. Nhưng tôi cũng cứ đi. Nó nhanh hơn cô nghĩ đúng không? Đúng, nhanh hơn nhiều. Và tôi thích lội qua nước. Tôi ở trong đúng môi trường của mình. Không còn dây thừng hay đá nữa. Chỉ biết bơi và bơi. Nụ cười của cô đã trở lại khi xuống nước. Đúng, tôi không còn căng thẳng. Tuyệt vời, không sao đâu. Tuyệt vời. Không sao mà Sophie. Đúng, tuyệt đấy. Chặn lại rồi. Sau đó. Tuyệt vời. Chúng ta ở trên không rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Không thể tin nổi. Chúng ta đang ở giữa. Bay lên. Tôi còn nhảy được vài cú. Thật kỳ diệu. Tôi cảm thấy mình sẽ rẽ vào bất kỳ ngã rẽ nào. Và tôi sẽ nghỉ khi mình muốn.
si je repars quand je veux. Sophie. Sự thích thú đã thay thế cho nỗi sợ nhờ vào sự hài hước và lời khuyên quý giá của Sandra và Melissa. Thật tuyệt vời. Từ chuyến đi tới Quebec, Sophie sẽ nhớ hòn đảo này, cánh cửa dẫn đến một thế giới mới cho hàng triệu người nhập cư. Những binh sĩ trong đồng phục Anh nhưng lại nói tiếng Pháp.